Bây giờ là nhân viên của thành phố Orange đang đến để mà gỡ cái lá cờ Việt Cộng xuống đây. Chúng tôi đã phản đối cái việc này và gọi của thành phố đến văn phòng của bà thư ký của ông City Manager để phản đối cái việc có lá cờ Việt Cộng xuất hiện đây. Và thực sự ra là chúng tôi cũng đã dự định ngày mai 11 giờ sáng sẽ đến đây biểu tình ở ngay chỗ này với hàng loạt cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng và sọc đỏ và cờ Mỹ. Nhưng mà rất là mừng là họ đã đồng ý gỡ cái lá cờ này xuống. Thì như vậy ngày mai chúng ta không còn cần phải biểu tình ở đây nữa. Và trong thời gian sắp đến tôi sẽ nói chuyện với thành phố Orange để cái sự việc này sẽ không có tiếp diễn trong tương lai. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, trong khi chuẩn bị cho một lễ hội đa văn hóa sắp sửa diễn ra, thành phố Orange thuộc quận Cam, Nam California đã cho treo nhiều tấm banner ở trên đường phố với lá cờ đại diện cho mỗi sắc dân ở trong thành phố. Trong đó có tấm banner mang hình cờ đỏ sao vàng với chữ Việt Nam. Biết được chuyện này, nhiều cư dân và dân cử gốc Việt đã gọi tới phản đối. Và cuối cùng, thành phố Orange đã cho hạ tấm banner với lá cờ đỏ sao vàng. Từ sự kiện này, chúng ta thấy những điều gì? Hãy nghe những người tham gia chuyên mục Nghị trường Bách Việt lần này chia sẻ những ý kiến của họ. Vâng, thưa anh Vũ Hoàng Lân cũng như toàn thể quý khán giả, thì đối với cộng đồng người Việt tị nạn ở quận Cam này cũng như khắp nơi trên thế giới, đối với cái lá cờ máu của Việt Cộng, chúng tôi có một cái di cảm rất là mãnh liệt. Chúng tôi không thể nào chấp nhận một cái hình ảnh nó biểu tượng cho cái sự đàn áp của cái chế độ mà chúng tôi đã liều chết để bỏ nước ra đi, để mà tị nạn khắp nơi trên thế giới. Vì vậy mà khi thấy cái biểu tượng này xuất hiện ở trong quận Cam nói chung, nhưng mà ngay trong thành phố Orange, tức là một thành phố kế sát bên thành ba thành phố là Santa Ana, thành phố Anaheim, thành phố Garden Grove và thành phố Thurston, thì chúng tôi lập tức đến đây để mà đặt vấn đề đối với hội đồng thành phố Orange. Thì chúng tôi được biết rằng là cái này là do một cái lễ hội gọi là Street Festival, tức là hội lễ hội trên đường phố, nó được tổ chức hàng năm ở ngay trên cái khu phố cổ của thành phố Orange này. Và có thể thôi, chúng tôi nói với hết sức cách dè dặt là những người trong ban tổ chức là người Mỹ, họ không biết và họ muốn để những hình ảnh các cờ quốc gia thế giới, và vì vậy mà họ lên internet họ lấy thấy cái lá cờ nào họ cắn vô lá cờ đó, mà không ý thức được rằng cái việc làm đó nó gây cái bất mãn và tổn thương rất là mãnh liệt đến với những người tị nạn ở trong thành phố Orange nói riêng và thành và quận Cam nói chung. Thành ra vì vậy mà chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông thị trưởng vào ngày hôm qua, và hôm qua tôi đến đây lúc khoảng 4:20, 4:30 thì chúng tôi đã đứng đây để đợi nhân viên của thành phố đến để chứng kiến rằng là họ đã thực sự lấy xẻ và đã thực sự lấy cái biểu ngữ của lá cờ này xuống, và họ cũng đã lấy luôn cái lá cờ của Trung Cộng, cái biểu ngữ và cái lá cờ Trung Cộng xuống. Ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại để mà xác nhận rằng là hai cái biểu ngữ có hai cái lá cờ mà chúng tôi không bằng lòng đó vẫn không có được treo lên lại, và quả thật là họ chúng nó vẫn còn chưa có được treo lên, thưa anh. Chúng tôi cũng có nghe qua rằng là sẽ thay vào cái lá cờ đỏ sao vàng thì sẽ được thế bằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở cái vị trí đó. Ông cho biết cái việc đó như thế nào thưa ông? Chuyện đó chúng tôi đang nói chuyện với lại ban tổ chức và hội đồng thành phố, thì hôm thứ sáu vừa qua họ không có làm việc, thành ra chúng tôi chưa có trực tiếp nói chuyện được với ông thị trưởng cũng như là các nghị viên thành phố Orange. Chúng tôi chỉ nói qua những người nhân viên của thành phố mà thôi. Thành ra chúng tôi muốn trước khi mà thông báo có chuyện đó, chúng tôi muốn xác nhận thật là chắc chắn là cái sự việc đó là sẽ như vậy, là như vậy. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng muốn nói chuyện với lại thành phố và ban tổ chức Street Festival để mà chắc chắn rằng họ sẽ không có nghĩ đến cái việc làm như vậy trong những thời gian tương lai, là bởi vì không, hoặc là cho những cái chương trình khác, là bởi vì không lúc phải lúc nào chúng ta cũng có thể mà có thời giờ để mà theo dõi mà phản ứng kịp thời, thưa anh. Và thứ ba là chúng tôi muốn là phải phản ứng trước chứ không phải là đợi sự kiện xảy ra rồi chúng ta mới lại nhốn nháo lên để mà đi lo giải quyết. Đây đó là một cái sự nhầm lẫn thôi, mà nhầm lẫn là tại vì thì là họ cứ thấy chữ Việt Nam thì theo nguyên tắc thì họ tra trong từ điển đấy là WikiLeaks thì họ thấy được thì là Việt Nam là cái cờ đỏ sao vàng, thế thành ra là mình sẽ vất vả lắm trong cái câu chuyện rằng thì là mình đi dẹp từ cái chỗ này tới chỗ kia, thì tôi thấy rằng thì là cũng phải thôi. Tôi thấy thì là chúng ta thì để có một cái việc làm
cho nó vừa vui cái tuổi già thưa anh. Chúng tôi là Nam Quang theo dõi rất là sâu sát cái chuyện này, thì chúng tôi hồi hôm qua đã đưa một cái tin ngắn về cái chuyện cái banner, người ta gọi là banner chứ không phải là cái cờ, cái biểu ngữ mà nó có hình của cờ Việt Nam Cộng sản và cờ của Trung Cộng đó. Thì hai cái banner này hôm qua đã được tháo xuống tại vì do cái sự phản đối của các dân cử gốc Việt. Thì một trong những cái điều mà chúng ta rút ra được từ cái sự kiện này là nó như vậy. Cái sự kiện này thực chất nó không có phải là do, theo như chúng tôi điều tra, chúng tôi cái này là cái nguồn tin này chúng tôi là bật mí cho Phố Bôn Sa TV. Trước nhất chúng tôi cũng chưa có đăng trên cái website của chúng tôi nữa, nhưng mà theo như chúng tôi điều tra thì cái này nó không có dính dáng đến những cái tổ chức mà mình nói là về Việt Cộng hay là cái gì, không có những cái dính dáng về cái chuyện đó. Nó chỉ thuần túy là thành phố Orange County, thành phố Orange họ muốn tổ chức một cái sự kiện và họ nhờ phía bên Chapman University design những cái banner, nhưng mà theo cái tính chất là tại vì những cái người Mỹ và những cái đứa bé mà nó học ở trong trường á, nó không có biết là cái cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là cờ Việt Nam Cộng Sản nó ra như thế nào, cái vấn đề đó nó sensitive, nó nhạy cảm như thế nào, người Mỹ họ không có biết, nhất là những đứa trẻ nó đã làm designer nó không biết. Thì nó nói là cái vấn đề đa sắc tộc, cái nhiều nước thì nó cứ dở từ điển hay là nó lên Google hay là Wikipedia để nó search cho coi Việt Nam, cái gì tượng trưng cho Việt Nam, thì họ lấy cái cờ, cái người designer đó lấy cái biểu tượng là cái cờ của Việt Nam ở phía bên kia, họ đặt lên trên cái nền đó, họ design cái biểu ngữ. Thì đó là toàn bộ cái nội dung ở phía sau. Người Mỹ ở đây, dân local ở đây, họ không có có một cái ý gì đằng sau cái chuyện là cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là cờ đỏ sao vàng cả, thưa anh Lân. Thật ra mà nói, đất nước Việt Nam hiện nay đã được đứng chủ quyền và được vào Liên Hợp Quốc xuyên suốt trong mấy chục năm qua, và đất nước Việt Nam đã thống nhất. Thì hiện nay đất nước Việt Nam đang có chủ quyền là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, cho nên được tất cả các nước trên thế giới công nhận chủ quyền của đất nước Việt Nam với cái tên chính phủ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với lá cờ đỏ sao vàng. Đó là biểu hiện tượng trưng cho một đất nước Việt Nam. Vì vậy tôi thấy rằng cái việc mà treo lá cờ đỏ sao vàng khắp nơi trên thế giới, chẳng những đặc biệt trên đất nước Hoa Kỳ, thì đây là một cái điều không có gì hiếm cả, mà một việc làm hết sức là phù hợp. Mà hiện nay tôi thấy rằng có một số người dị ứng và bảo rằng đây là lá cờ đỏ sao vàng là của Cộng sản, nhưng mà Cộng sản người ta cũng là một đất nước có chủ quyền, người ta có một cái độc lập riêng của đất nước của người ta và được Liên Hợp Quốc công nhận. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà theo lá cờ đỏ sao vàng đó không có một cái điều gì sai phạm trên nguyên tắc luật pháp quốc tế cũng như trên đất nước Hoa Kỳ. Và tôi thấy rằng đồng bào cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại xuyên suốt trong mấy chục năm qua đã và nhìn thấy rằng cái việc mà chống đối biểu tình không còn với cái khái niệm như ngày xưa nữa. Trước đây 20 năm về trước thì đồng bào đang hồ hởi phấn khởi là hăng say để chống đối chính phủ Việt Nam. Nhưng mà dần dần thì đồng bào Việt Nam đã hiểu rõ được công việc làm ở trong nước. Và cái việc này thì tôi thấy rằng đối với tôi thì tôi quan niệm là cái việc làm treo cờ của cờ đỏ sao vàng trên đất nước Hoa Kỳ không có gì là lấy làm lạ. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có quyền, và tất cả khắp nơi trên thế giới, tất cả các quốc gia đều có quyền, chủ quyền. Chẳng hạn như cái đất nước Mỹ, Hoa Kỳ của chúng tôi hiện nay đang sống đó, bên cạnh là đất nước Mỹ, tức là Mexico. Hàng năm với cái ngày mà lễ hội, đặc biệt là chẳng hạn như ngày lễ quốc khánh của chính phủ Mexico,
đồng bào Mỹ, Mexico đang cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang California rất đông. Họ hồ hởi phấn khởi, họ treo cờ và họ lái xe đi khắp thành phố liên tục từ ngày này qua ngày khác để họ đón mừng, chào đón ngày lễ Quốc khánh của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng Việt Nam, đất nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tương lai, cờ đỏ sao vàng được thể hiện trên đất nước Hoa Kỳ bằng cách là để chào mừng những ngày lễ lớn của Việt Nam, chẳng hạn như ngày lễ Quốc khánh, cũng như một số đồng bào người Mỹ và hiện nay đồng bào Việt Nam của chúng ta cũng sẽ lần lượt để mà tiến hành những cái việc mà treo cờ, cờ đỏ sao vàng. Đó là một cái biểu hiện của một quốc gia, một cái chính phủ mà được công nhận quốc tế, của sự giám của sự công nhận của Liên Hợp Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc này là một cái việc mà hết sức là không có gì để mà phản đối cả. Tôi mong rằng tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta hãy suy nghĩ lại cái việc mà biểu tình chống đối Cộng sản Việt Nam trong nước, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất đất nước Việt Nam trên 44 năm rồi. Vâng, thành ra bây giờ không còn là ý thức hệ về quốc cộng nữa và không còn chiến tranh. Vì vậy mà cho nên tôi mong muốn rằng tất cả mọi người cùng hòa hợp với nhau, cùng thương yêu với nhau và hướng về một cội nguồn dân tộc Việt Nam của chúng ta, Tổ quốc Việt Nam là trên hết. Hiện nay với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng ta phải chấp hành để mà chúng ta đi đến với cái luật pháp đúng, luật pháp của Chính phủ Việt Nam. Cho nên tôi thiết tha kêu gọi tất cả bà con cô bác cộng đồng Việt Nam không còn phải dị ứng với cái Chính phủ Việt Nam nữa, mà chúng ta hãy thương yêu với nhau để đùm bọc với nhau và mong muốn rằng Chính phủ Việt Nam càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng được phát triển, giàu có, để đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta đi đến một đất nước được tốt đẹp. Đó là cái lời mong mỏi của tôi. Tôi nói thẳng và nói thật là đối với cá nhân tôi thấy việc treo cờ đỏ sao vàng trên đất nước Hoa Kỳ này không có cái gì mà di hiến cả và không có cái gì trở ngại. Nếu tôi có dịp, tôi sẽ treo cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà tôi, hoặc là có dịp đi cùng khắp nơi với hội nhập với tất cả các anh em để mà chúng ta biểu lộ trong cái tinh thần của người Việt Nam của chúng ta. Là vì trước đây năm 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay đã bị xóa sổ và không còn nằm trong cái lãnh vực của Liên Hợp Quốc nữa, và không còn trên thế giới nữa, không còn trên bản đồ nữa. Vì vậy mà chúng ta chỉ duy nhất có cái lá cờ đỏ sao vàng mà thôi. Đó là cái lời mà tôi xin nói thẳng và trình bày cùng toàn thể quý vị. Tôi thấy rằng thì là cái chuyện mà cái báo cáo của cái nhân bản Lạc Việt, cái cô Tạ Phong Tần đó, thì tôi thấy rằng thì là cô ấy dùng cái chữ nó khá đúng mức, đúng mức, tức là báo cho cái thành phố đó và thành phố đó, vì rằng thì là đây nó là một cái hội chợ mà nó mang tính cách thương mại, thì thành ra họ cũng sẵn sàng họ dẹp đi. Thế nhưng mà tôi thấy rằng thì là tại sao tôi thấy cái cờ nó lại bên cạnh cái cờ của Trung Quốc, tôi thấy rằng thì là cái cờ đỏ sao vàng với lại mấy cái ngôi sao của Trung Quốc thì nó không có rõ rệt lắm, thưa anh. Thì cái sự kiện này tôi biết khá rõ, tại vì tôi là người có tham dự vào trong cái việc mà diễn tiến khi mà phát giác ra cái việc treo lá cờ máu Cộng sản Việt Nam tại thành phố Orange. Tuy nhiên thì giờ có hạn, do đó chúng tôi chỉ tóm được mà thôi. Thì trước hết tôi trình bày cái diễn tiến trước, rồi sau đó tôi nói lên cái quan điểm cũng như nhận định tôi, nếu mà cái treo cờ như thế này thì cộng đồng nghĩ như thế nào, như lời hỏi của ông. Thì thưa quý vị, ngày hôm qua vào khoảng trưa, khoảng 12 giờ 45 phút đó, thì chúng tôi có một nhóm đấu tranh
gồm khoảng 20 người thường xuyên liên lạc với nhau, gửi cho nhau những cái tin tức bằng qua điện thoại, qua cái text này nọ đó, Messenger này, Messenger này. Thì báo tin cho tôi biết là có treo lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam tại trên con đường trong cả ngày, hai ba ngày tới, để mà có những cái cuộc giải trí đó. Thì chúng tôi được biết, và sau đó thì người ta có trong đó có nói là sẽ liên lạc với những vị dân cử người Việt Nam, mà những người quốc gia đấy, dân cử quốc gia, tại vì ở Orange County này có hai loại dân cử gốc Việt, là một bên quốc gia, một bên là Việt gia. Thì bên quốc gia đó thì điển hình người ta liên lạc với ông giám sát viên Andy Đỗ, quận hạt Orange County, ông Trí Tà, thị trưởng Westminster, bà Dr. Kim Bi Ho, phó thị trưởng Westminster, và ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Đó là bốn người tiêu biểu cho những cái người mà dân cử gốc Việt quốc gia mà trong cái nhóm tụi tôi liên lạc để yêu cầu người ta can thiệp, tại vì họ là dân cử thì họ có sự liên hệ với thành phố với nhau. Và sau đó thì chúng tôi được biết là bà Kim Lee Hồ vào cái thời điểm đó khoảng 1 giờ trưa, 2 giờ trưa tối đa, thì khoảng thời gian đó thì bà gửi thư cái text cho chúng tôi báo là bà đã liên lạc với ông giám sát viên Andy Đỗ, và đã liên lạc với thành phố Garden Grove, liên lạc với những người giám đốc của buổi lễ hội đó. Và bà báo rằng sau đó thì bà nói là có liên lạc luôn cả ông nghị viên của thành phố Orange, và bà có gửi cho chúng tôi coi cái email của ông nghị viên thành phố Orange, thông báo là ông ta đã nhận được cái sự phản đối và cái sự trình bày của giám sát viên Andy Đỗ, và ông ta đã nói rằng ông ta đã nói chuyện với thị trưởng của thành phố Orange cũng như những người giám đốc, những người mà cơ quan liên hệ đến cái vụ lễ lập đó, và họ hứa rằng họ sẽ gỡ cái banner, tấm biểu ngữ căng ra cả lá cờ đỏ sao vàng. Thì tóm lại, tôi muốn nói thế nào, nói là cái tin tức chúng tôi có được từ khoảng 12 giờ 45 trưa ngày hôm qua, và khoảng 1 rưỡi đến 2 giờ khoảng đó thì ông giám sát viên Andy Đỗ và bên thành phố Quán Tơ, thì ông thị trưởng Tạ Đức Trí và bà Kim Bi Hồ, ngay cả ông Nguyễn Mạnh Chí đã tới ngay cái nơi mà có treo cờ đó, và họ đã dàn xếp, họ đã nói chuyện với thành phố của Orange, và đã có những kết quả tốt đẹp. Thì ông Nguyễn Mạnh Chí còn xa hơn nữa, là ông ta gửi cho chúng tôi những cái thông báo, ông ta nói là ông liên lạc với thành phố Orange không được vì ngày hôm qua đóng cửa, nhưng ông sau đó ông nhờ ông tổng quản trị của thành phố Westminster, là nơi ông làm nghị viên đó, để liên lạc với cảnh sát của thành phố Orange, và nhận được những cái sự trao đổi giữa ông tổng quản trị của Westminster với cảnh sát của Orange, cũng như cảnh sát trưởng của thành phố Westminster liên lạc qua cái trung gian đó, và kết quả nó đã thành công, nghĩa là thành phố Orange nhận sự phản đối, sự trình bày, sự yêu cầu của bốn người quan trọng nhất ở Orange, ở Westminster, là ông giám sát viên Andrew quận hạt Orange County, ông thị trưởng Tạ Đức Trí, bà phó thị trưởng Kim Mỹ Hồ và ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Tất nhiên là họ đã giải quyết xong vấn đề, và khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau đó thì tấm banner được hạ xuống. Tuy nhiên cái điều tôi lấy làm buồn muốn nói đây là tôi thấy thành phố Bosa hay là bên những cái mạng khác như Trust Media Network, bên diễn đàn tuổi trẻ hay là văn hóa Việt này nè, là phản vấn ông Phát Bùi, và ông Phát Bùi là lợi dụng cái dịp này để ông đánh bóng cho ông, và ông láo léo, ông tuyên bố rằng là lúc 3 giờ, chính miệng ông nói 3 giờ ông mới nhận được cái tin là có lá cờ đỏ sao vàng này. Nhưng chúng tôi được tin từ bà Kim Bi Hồ cũng như ông Nguyễn Mạnh Chí này nọ báo tin chúng tôi là hồi khoảng 1-2 giờ là họ đã giải quyết xong vấn đề. Thế mà ông Phát Bùi lợi dụng dịp này để khoe rằng ông ta là cái người can thiệp cho cái vụ mà hạ cờ máu cộng sản. Do đó tôi nghĩ đây chúng tôi sẽ có những bằng chứng, những cái test, những cái liên lạc email để chứng tỏ cái giờ giấc rõ ràng là ông Phát Bùi
khi ông tuyên bố là cái chuyện đã giải quyết xong rồi, nhưng ông ta vẫn muốn lấy credit, muốn lấy công trong chuyện này, và điều đó rất là xấu hổ cho cộng đồng. Và riêng tôi đó thì có chuyện ở Mỹ này, họ treo cờ đỏ sao vàng, nó cũng thường lắm, tại vì những người Mỹ, tôi thật sự cho đến giờ này tôi không biết ai treo. Cái này tôi nghĩ có thể thành phố ở Orange họ treo cách lầm lẫn, tại vì những người nhân viên và những người trẻ họ đâu biết là Việt Nam bây giờ có hai lá cờ, cờ của cộng sản và cờ của những người tị nạn, hay cờ của miền Nam Việt Nam mất nước, do đó họ không hiểu được cờ nào, do đó nhiều khi vô tình họ vào Google họ đưa lá cờ màu đỏ sao vàng lên. Và trong quá khứ chính tôi đã can thiệp với sở bưu điện của Hoa Kỳ đó, khi mà họ quảng cáo họ in lá cờ đỏ sao vàng, và tôi và một số tăng hữu đã phản đối và họ thiêu hủy mấy chục triệu cái flyer lá cờ đỏ sao vàng trang của quảng cáo của họ. Và trong những tờ báo New York Times hay là có thêm báo Newsweek cũng từng đăng những lá cờ đỏ sao vàng để vinh danh những người tị nạn cộng sản, tại vì họ không biết. Thì trở lại, cái điều mà cần thiết cho cộng đồng là những vị lãnh đạo cộng đồng nên gửi những thông báo hay những tin tức để báo cáo cho tất cả trường đại học, các cơ quan chính quyền, những nơi liên hệ biết là lá cờ của cộng đồng tị nạn cộng sản, những người Mỹ gốc Việt là lá cờ vàng ba sao đỏ chứ không phải lá cờ cộng sản mà ngô sao vàng. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tránh bớt cái trường hợp là có những cái lầm lẫn như thế này để tạo nên sự khó chịu phiền phức cho người Mỹ gốc Việt, cho người tị nạn, và cũng khó xử cho những người cơ quan chính quyền hay những cái cơ quan mà họ không biết về vấn đề cờ xí giữa người Việt Nam quốc gia và Việt Nam cộng sản, thưa anh. Thì cá nhân tôi thấy mà cái dùng cái chữ gọi là cộng đồng đó, chúng ta phải phân biệt cho rõ là có hai cái cộng đồng, một cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cái cộng đồng người Việt chống cộng và người Việt tị nạn. Cái người Việt tị nạn thì họ đi qua đây từ năm 1975 hoặc là họ tham gia những cái tổ chức chống cộng, và đó là những cái người mà chúng ta gọi là cộng đồng của người Việt tị nạn chống cộng. Và ngoài ra còn có một cái cộng đồng cũng người Việt sống ở nước ngoài nhưng mà họ không có liên hệ gì với chính trị của Việt Nam, hoặc là họ là chỉ những người phó thường dân, thưa anh. Cho nên cái vấn đề mà ví dụ như một cái lễ hội ở một cái thành phố nào đó trên đất nước Hoa Kỳ này thì nó sẽ xảy ra hai cái chuyện. Một là bị chống đối, hai là được chấp nhận. Nếu mà cái cộng đồng người Việt mà ở hải ngoại mà đông hơn cái số mà người Việt chống cộng đó, chẳng hạn tôi biết có những cái thành phố rất ít người Việt chống cộng, mà hầu như là những cái người Việt đi qua đây những cái chuyện khác như chuyện hôn nhân, chuyện vợ chồng, chuyện du học sinh, thì họ chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng và họ coi đó là một cái chuyện bình thường. Ở đây ở cái nước Mỹ thì nó rất là bao la và rộng lớn, thưa quý vị. Còn ở những nơi như là Nam Cali hay những cái thành phố Westminster đó thì có một cái đặc thù, đó là những người đi qua năm 1975 hay những người đi diện thuyền nhân, những người đi tị nạn cộng sản, thì họ chiếm một cái thành phần khá đông trong cái thành phần cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cho nên thường họ có những cái hội đoàn chống cộng, và những hội đoàn chống cộng này thì họ sẽ tìm cách để mà họ tháo bỏ những cái lá cờ đỏ sao vàng. Thì ngay cái vùng thủ đô của chúng tôi thì cũng đã có nhiều những cái sự kiện như vậy đó, thưa quý vị. Tức là những cái sự kiện chẳng hạn như lễ hội ẩm thực quốc tế, lễ hội người Á Châu, lễ hội sinh viên Á Châu, lễ hội nhiều lắm, chúng tôi có thể nói là rất là nhiều. Thì có những lúc thì họ ban tổ chức họ chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng của bên Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam, họ coi đây là đại diện cho đất nước Việt Nam. Nhưng mà một số người chống cộng họ gọi là lăng ranh quốc cộng, thì họ nói đây là lá cờ của cộng sản và họ không chấp nhận cộng sản, cho nên chúng ta cũng thấy là họ sẽ phản đối. Thì tùy cái cách phản đối, ví dụ như cái phía mà phản đối họ lên tiếng nói nhiều quá, hoặc họ biểu tình đó, thì ban tổ chức đó, họ sẽ kiếm cách để mà họ lấy cái lá cờ xuống để mình tránh cái sự chống đối đó rất nhiều. Tôi lấy ví dụ một cái chuyện này nó xảy ra ngay tại vùng Hoa Đình Đốn, và kể cho quý vị luôn là có một cái đội banh ở Việt Nam. Đội banh này là đội banh học sinh thôi, học sinh trung học. Họ qua đây họ giao lưu đá banh với là các đội tuyển của các trường trung học ở Mỹ này cách đây cũng gần 20 năm. Thì khi họ ra đá banh á, thì họ đem theo cờ đỏ sao vàng.
thì sao chúng ta nói là tại họ là từ ở Việt Nam qua. Thì ngay lúc đó thì có một số nhà báo và một số người chống cộng ở trong cộng đồng đó, họ biết tin, thì họ kêu gọi một số người trong cộng đồng đem lại những cơ vàng ba sọc đỏ, họ ngồi đầy khán đài và họ giống như là họ đem hàng trăm lá cờ để họ bắt tay cái đội bóng á. Thành ra đâm ra đó là sau cái sự kiện mà chấn động đó lần đầu tiên đó, thì bên phía Việt Nam họ không dám cử một cái đội bóng nào qua đây thi đấu hết, tại vì họ sợ là cái tình trạng nó sẽ xảy ra là ở cộng đồng ở vùng Hoa Tịnh Đốn này họ nghỉ đông đó thưa anh, tức là họ sống ở đây cũng gần tới 100.000 dân, cho nên rất nhiều người có cái tư tưởng chống cộng, cho nên là họ đã có những cái yêu cầu ban tổ chức là phải tháo bỏ cờ đỏ rồi treo cờ vàng lên. Nói chung là nó làm cho cái buổi thi đấu thể thao đó nó náo loạn lên, tôi có thể gọi là náo loạn. Thì ban tổ chức sau đó họ sợ họ không dám tổ chức thưa quý vị, là tại vì nó nhức đầu á, chỉ có những cái đội banh trung học thi đấu với nhau về thể thao, để đâm ra là nó qua một cái chuyện về chính trị. Còn bây giờ trở lại cái thành phố Orange City của Nam California đó, thì tôi biết là một cái lễ hội ở đây, và họ vì một cái gọi là muốn vinh danh hoặc là muốn giao thương giao lưu gì với bên phía Việt Nam chẳng hạn, hoặc là họ có một cái sự lầm lẫn về vấn đề người Việt tị nạn và người Việt sống ở hải ngoại hoặc là người Việt bên Việt Nam, cho nên họ treo lên. Thì đương nhiên là chúng ta biết là ngay ở Orange County thì cũng có rất nhiều hội đoàn chống cộng, thì họ có thể là họ tìm cách họ ảnh hưởng tới ban tổ chức. Thì cái chuyện đó thì tùy cái ban tổ chức, thưa quý vị, ban tổ chức họ thấy là bên nào có lý hơn, chứ tôi cũng không thể nào nói thay cho ban tổ chức được. Ban tổ chức họ thấy là ví dụ như cái cộng đồng ở ngay địa phương nó chống đối hoặc biểu tình quá dữ và có thể ảnh hưởng cho những cái lần sau, thì họ có thể họ hơi thiên lệch, họ tháo xuống. Còn có những cái ban tổ chức như là ở đây đó, và nhiều lần chúng tôi thấy là chẳng ai phản đối thì họ vẫn cứ tiếp tục treo cờ đỏ sao vàng, thưa quý vị. Cộng đồng ở đây rút ra thì tôi xin trả lời vắn tắt là nếu mà họ đoàn kết với nhau thì họ sẽ có một cái sức mạnh, và khi họ có cái sức mạnh thì họ sẽ có một cái tiếng nói. Ra còn nếu mà họ không có sức mạnh và thì đương nhiên là họ sẽ không có tiếng nói. Và như tôi vừa trình bày đó, nếu mà họ không có tiếng nói gì cả thì chắc chắn là ban tổ chức, những cái ban tổ chức về những lễ hội này sẽ không bao giờ nghe tiếng nói của họ, tại vì những tiếng nói của họ nó rời rạc và nó là cá nhân nha thưa anh. Cái chữ đoàn kết nó rất là quan trọng, và tôi thấy dường như là nó cũng rất khó khăn để mà đoàn kết trong những cái vấn đề về cộng đồng ở đây thưa anh. Người Việt của mình phải rút ra một cái sự kiện này nè, là cái dân cử, những người dân cử gốc Việt họ phản ứng rất là nhanh. Họ khi mà họ thấy được cái sự kiện này thì họ theo như Nam Quang được biết, ít nhất là 4 người họ liên lạc trực tiếp với lại hội đồng thành phố của thành phố Orange để mà họ nêu ra cái ý kiến phản bác cái chuyện là ok, tại sao lại treo cái lá cờ như vậy. Thì phía bên kia họ cũng lắng nghe, và họ thấy được cái ý kiến của mình là cái ý kiến đúng, thì họ chấp nhận, họ bỏ xuống. Thì đó là cái mà cái kinh nghiệm của mình, là mình phải có những cái dân cử gốc Việt. Đó là một trong những cái yếu tố quan trọng. Mình phải có dân cử gốc Việt đại diện cho mình thì mình mới nói lên được cái tiếng nói của mình, thưa anh. Xin chào quý vị khán giả của Phố Bốn Sa TV. Và nếu như mà quý vị muốn thêm những cái tin tức mà nó liên quan đến cái vấn đề cái cờ, cái biểu ngữ cờ đỏ sao vàng này, thì quý vị vào cái trang Trust Media Network trên kênh YouTube của chúng tôi để quý vị theo dõi tiếp. Xin kính chào anh Lân. Tôi nghĩ rằng cái cộng đồng Việt Nam là đã tới lúc mà phải nhìn nhận vào một cái sự thật, và đừng có gọi cái cờ đỏ sao vàng là cờ máu. Tôi thấy là tất cả những các cái chữ mà dùng đó, tôi thấy rằng thì là nó mang lại một cái tính cách vu vạ, và nó đặt ra một cái thái độ nó không đứng đắn. Tôi sẽ cho rằng thì là những cái chữ nghĩa đó là một cái chữ nghĩa tâm lý chiến, tâm lý chiến. Và tôi thấy rằng thì là
nó không phải là một cái chữ mà đàng hoàng của cái người Việt có trình độ, người Việt hải ngoại có trình độ. Cái này nó chỉ là một cái bọn ô hợp, mà như là ông thẩm phán, ông gì đó, thì ông ấy nói rằng đây là cái hành động của cái bọn dân quân xã ấp, cái trình độ của nó là dân quân xã ấp, chống Mỹ cứu nước mà thôi, thưa anh.